Say it again, Megan. Is Disney the happiest place? Là nhiều người nói Disney là một nơi mà rất là vui, vui nhất. Tại sao hôm nay mình sẽ có cơ hội mình sẽ tìm hiểu, xin khán giả. Ok, quý khán giả, một lần nữa đang trở lại cho chương trình Passport to Thành Công. Và Khang có nhiều hay nhiều câu hỏi là tại sao nhiều người thích đi Disneyland. Khang chưa bao giờ trở lại cái mặt ở Disneyland, cũng cỡ gần là mười mấy năm. Và hôm nay Khang trở lại Disneyland để tìm hiểu tại sao nhiều người lại thích đi Disneyland dù nó mắc tiền, nóng, chờ rất là lâu. Nhưng mà đặc biệt hôm nay Khang sẽ cho đến mọi người tìm hiểu cái câu hỏi là tại sao có người lại thích bỏ nhiều tiền đi Disneyland, nó có cái gì vui, cái gì khác biệt không. Và hôm nay đặc biệt sẽ cùng theo chương trình mình tìm hiểu về Disneyland một chút. I'm going to Disneyland. Kính chào một lần nữa đã trở lại chương trình Passport to Thành Công trên đài Little Sài Gòn TV. Lần cuối Khang đi Disneyland là cũng cỡ 11, cũng 13 năm, cũng lâu quá mình không nhớ. The happiest place on earth, Christian. Mà dù mặc dù mình ở cũng cỡ 15 phút, 20 phút từ Disneyland, nhưng mà rất là ít đi. Một lý do là Khang đã nói. Happiest place on earth, my Khang. Nó rất là đông người, mắc tiền nữa. Nó là hiện giờ một cái vé của đi Disneyland là 140 đồng, cỡ 140 đồng một ngày. Và lý do khác nữa là mình cảm thấy không có yêu thích những nhân vật trong Disney. Disneyland, the happiest place on earth. Hay là những cái ride, những cái trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng mà Khang không hiểu, rất là nhiều người bạn Khang, người gia đình của Khang như là Mai Khanh rất là thích đi Disneyland. Và hôm nay đặc biệt Khang muốn có cơ hội để tìm hiểu tại sao nhiều người lại bỏ rất là nhiều thời gian, nhiều tiền bạc để tiếp tục đi Disneyland. Nó có gì mà vui không? Tại sao Disneyland được gọi là the happiest place on earth, là một nơi vui nhất trên cả thế giới? Và hôm nay xin khán giả cùng Khang và gia đình Khang tìm hiểu lý do tại sao Disneyland được rất là nhiều người yêu thích. Người lớn, trẻ con đều yêu thích. Let's follow, let's go. So this is Disneyland, hey Christian? The happiest place on earth. What do you enjoy about Disneyland? Just seeing all the Disney characters, just relaxing. Are you lying? No, I'm not. You're not lying? Why would I lie? I have no reason to lie. Nếu nói đi Disneyland vì mình yêu những nhân vật từ phim Disney, thì mình có thể có người thích, người không, cũng ok. Còn nói Disneyland là một nơi rất thoải mái, relaxing, thì chắc Khang không đồng ý. Dù Khang có thích phim Disney hay là không thích phim Disney, Khang thấy rất là đông người, trời rất là nóng hổi, chờ hàng rất là lâu. Vậy còn cái gì nữa mà đã đem rất là nhiều người đến trở lại Disneyland hoặc Disney World? In my hand, why you like Disneyland so much? I love Disneyland. Tại sao? The motto, happiest place on earth. Really? Is it really happy? Even though it's expensive. Well, we got cheaper tickets. No, nhưng mà... It has to be something, my hand. Can't just be the happiest place. It's because they have a lot of
có rất nhiều nơi khác biệt nhau. Wait a minute. Who are you? They have like princesses, space area, like futuristic gallery. We're gonna go Mickey and Minnie's house. Mickey and Minnie's house. They also have Star Wars too. So many, có rất nhiều những cái chỗ nơi khác biệt nhau. And it's fun. It's for everybody. Different really? Ages. I don't know about it's for me. I don't know about for this guy though. This guy seems like he's been forced. No. Anh này như là bị ép buộc đi Disneyland. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. How often do you go Disneyland, my country? My country. I just wanna have fun. Khi nào họ có cái vé mà họ cho, tại vì my country không có cái pass, không có cái pass hàng năm. So my country chọn cái vé nào mà họ có là 3 ngày cho những người mà ở trong tỉnh bang California thôi. Wow. What do you like about Disneyland? Sao nên là thích Disneyland? Như vậy có thể thấy là cái số lượng của xe đẩy để mình hiểu biết là tại sao Disneyland là nổi tiếng với con nít. Ok, và bây giờ mình sẽ bước vào chỗ đầu tiên. Một lần nữa Khang cũng muốn rất là tìm hiểu về Disneyland. Tại sao người ta bỏ nhiều tiền để đi Disneyland. Khang ở đây, ở Mỹ cũng gần 30 năm mà cũng không thích. Này là lần đầu tiên trong 10, anh nghĩ cũng gần 13 năm mới đi lại Disneyland. Nên mình muốn tìm hiểu Disneyland có cái gì mà người ta lại thích. Mệt quá. Chắc người ta thích đi Disneyland vì này có AC. What? Is it because of the AC, my friend? Because of the AC? In my kind, is it the way that you like to do? No. My kind thích đứng xếp hàng, hả? Is that why you like Disneyland? I'm good about waiting for. Rồi mình sẽ đi vào cái ride đầu tiên cho con nít. But let me tell you, cái ride này khi họ mới cái này là mới, họ mới mở ra đó. Là cái đợi là khoảng trường, I heard it was like 200 minutes. 200 phút luôn. 200 phút để đợi. Họ mới mở. I think this is the reason why Khang không có hiểu tại sao người ta lại thích tới đây đứng chờ. Có thể ở nhà hay là tại vì trong này có AC. Trong này mát mẻ hơn cho nên mùa hè người ta lại thích hơn. Yes. Nhưng mà Jamie thích đâu? Tại sao Jamie thích Disneyland? Jamie thấy ai? Sau 40 phút mình vẫn còn đứng hàng. Oh, and more waiting. At first I was excited when the action was here. Chưa hết Khang tưởng là cái màn ảnh nó bể thì nó đã bắt đầu cái ride, nhưng mà bây giờ mình phải đứng chờ thêm nữa. This is, đây là Mickey and Minnie's Runaway Railway. Oh, Mickey and Minnie Runaway Railroad. Mommy ơi, Mom, cho con cái chai nước. Let's ô mẹ tắt rồi. Yes. Và đặc biệt hôm nay nè, mình có cơ hội mình chỉ đi cho các em nhỏ. Nhưng mà Khang thấy rất là nhiều người lớn ha. Trời, Disney là nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Sợ là nhắm mắt nè. It's ok. Ok, nhắm mắt lại nè. Sao, coi nữa nè. Ô. Nhắm mắt lại, đừng khóc, nhắm mắt lại. Wow. 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 Wow.
suit. Người ta thường nói, time is money, thời gian là tiền bạc. Tại sao có rất là nhiều người lại thích mất thời gian và mất tiền để đến Disneyland? Sau khi mình được trải nghiệm trò chơi đầu tiên, thì Khang sẽ nghĩ gì? Những người này đã rất thích đi Disneyland. Hoặc tại sao Disneyland được gọi là the happiest place on earth? Có đúng không? Xin khán giả tiếp tục xem phần kế tiếp. Khán giả có thích cái đó không? Cái đó có thể là lý do mà người ta thích đi Disneyland ha. Huh? Ah, you like Disneyland now, Christian? I always like Disneyland. Nana, Nana, you like Disneyland? You want to see Disneyland now? Ah, Ida. This is your girl. Everybody says hello, princess. She doesn't say anything. In my kind, one more time. Like, how many rides you hit in a day? So, trong ngày là nếu my kind đi ride là my kind cái mục đích là 10 ride. 10 ride, huh? Yes. Christian seems like he's still enjoying it. Ok, vậy mọi người, hopefully mình đã đi được cái ride đầu tiên. What do you guys think about? Mọi người nghĩ ra sao? Is that why you like Disneyland? Is that why you like Disneyland, Anna? Let's my go! Cat? Ok, let's go next ride! Ok, what's the next ride, my cat? Small World. Small World, oh, Small World này mình nhớ nè. Lúc mà mình mới lần đầu tiên đi Disneyland, cái này là cái ride mà mình nhớ. Small World. Năm 13 năm rồi có thay đổi gì không? Let's go. Sau 13 năm trở lại thì Khang có một vài cái tip Khang nhắc cho các người nào mà các con nhỏ đi Disneyland hay là Disney World thì mình có thể mướn cái stroller để mình khỏi cần đem stroller vào. Mình có thể tìm những người nào làm trong Disney, họ có bán những cái vé rẻ, hay là mình lên mạng tìm những cái vé rẻ hơn, hay là mình mua những cái package như là 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày thì nó sẽ rẻ hơn. Nhớ mang giày và đội mũ năng mọi người. Và điều kế tiếp nữa là Khang để ý khác biệt 13 năm trước là họ có cái My Disney Experience app để mình có thể mình check những cái thời gian đợi chờ của những cái trò chơi. Mình có thể order food online. Đó là những một vài cái tip mà Khang đã học hỏi được trong cái trở lại 13 năm sau khi chưa đi Disney. Mình lên một cái chiếc thuyền, mình vô một cái nhà có những thứ mấy con đo robot, robot cho mỗi nước. Ok. Thì nói chung cái ride này Khang đã biết từ hồi xưa mười mấy năm về trước. Còn nó có khác biệt gì cái gì không mà tại sao Mai Khanh vẫn tiếp tục muốn đi? Những người này thích đi cái ride này lắm. 9, 1, 2, 3, 3, 9, 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 9
người mà nhiều người vẫn thích đi. Tại sao Christian? Nhắm mắt lại, đúng rồi, nhắm mắt lại. Ngồi đây đi. Wow, see? Tại sao người sợ mà vẫn thích đi Disneyland? There has to be một cái lý do. Mày khóc không Christian? Khóc buồn bạn đi Disneyland. Mày hay chưa? Yeah.
Say it again, my God. Khi ra là hay nhất tại vì nó có AC. Oh, như Disney cũng khô, nó bật AC lên để nhiều người trả tiền AC. Cái này thì Khang cũng mới tìm học hỏi được thôi năng. It's a Small World là một cuộc họa nhạc thuyền cổ điển nằm ở một số công viên giải trí Disney trên khắp thế giới. Nó nổi tiếng với bản nhạc chủ đề về sự đoàn kết và sự đa dạng toàn cầu. Cái lịch sử của nó là nó đã có mặt tại Disneyland bắt đầu từ triển lãm thế giới New York 1964 với 1965. Ông Walt Disney và đội ngũ của ông được yêu cầu thiết kế một triển lãm nhằm trưng bày ý tưởng về sự hòa hợp và hiểu biết toàn cầu. Sau thành công của cuộc họa nhạc tại triển lãm thế giới, thì cái phiên bản It's a Small World đã được tạo ra cho Disneyland tại Anaheim, California. Và bây giờ Khang mới thực hiểu rằng một cái attraction rất là đơn giản mà rất là nhiều người lại thích tới thăm như là ba mẹ Khang, và đến bắt đầu từ 1966, đúng là Disneyland. Is that it, my Khang? How many years has this ride been, my Khang? Since you were born? Vậy là xong. Một điều thắc mắc, nó rất là simple, đơn giản, bình thường, nhưng mà có người rất là thích nhiều. Question. You still like Disneyland, question? Hai người này cũng thích đi Disneyland nè. Đi free thôi. In my kind, I don't think I'm happy yet. I still don't feel happy. Chưa được sự vui sướng như là người ta đã giới thiệu mình về Disneyland. Để mình sẽ tìm hiểu thêm. What make it happy here? I think the kids are there, mấy đứa nhỏ đó đã happy rồi. Chưa, bây giờ ăn chưa là bây giờ Disneyland là phải tự order bằng app hả? I see. So there are people that come here for happiness because of the food, Disney food. Nhưng mà không có phở. Maybe nhiều người Việt Nam đi đủ. Okay. Tết có phở hả? Có cái bánh mì, dài cái bánh mì. Cái bánh mì rồi, Disneyland có bánh mì rồi. Khán giả bây giờ là gần 12 giờ rồi nè, mà Khang thấy nó rất là nóng rồi, nhưng mà đặc biệt ở Disneyland thì lúc nào cũng vẫn tiếp tục đông, nên mình mới không có hiểu cái sự yêu thương thích Disneyland đến gì. Mình tìm cách mình vô cái chỗ xe và mình vẫn đang tìm tại sao mọi người, nhiều người hay có nhiều người thích đi Disneyland đến vậy. Khang một lần nữa nè, Khang đi là vì Khang muốn cho các đứa con Khang có cơ hội tìm hiểu Disneyland. Và để mình coi, nãy mình đã đi một vài cái ride rồi, để tiếp tục để mình tìm hiểu tại sao Disneyland. Bây giờ mình ăn trưa. Ok. Air conditioning, Christian. Từ Disneyland không có tiền để bật air conditioning cả park luôn. Ok, let's get up. Và đến giờ ăn trưa nè. Có thể là mình tới Disneyland vì mình chỉ muốn ăn trưa thôi, Christian. Does it make you happy? Được ăn. What do you have, my friend? I can go get spaghetti. Spaghetti? Bao nhiêu? But this is a hat. Mấy đứa nhỏ?
mình mua đồ ăn của đứa nhỏ, nó chung với cái món ăn, nó cho mình cà rốt, nó cho mình cái whip and then also một cái ly nước. Mua ăn đồ nhỏ đầy đủ. Cũng như là Mike Khan mới nói là mình mua kit meal thì nó cho đầy đủ đồ và rẻ hơn. Và Khan có pasta. Này là bao nhiêu gì Mike Khan? Bao nhiêu tiền? 13 đồng. Không có nước. Không có nước. Cũng như mua kit meal thì có nước. Chỉ có 8 đồng thôi. Chắc chắn là các em nhỏ thì đi Disneyland là một niềm vui rất là lớn cho các em. Như các bạn thấy con của Khan và cháu Khan đang ăn ngon lành. Còn về mặt những người lớn thì sao? Khang cũng còn đang tiếp tục trong hành trình tìm hiểu tại sao Disneyland là một nơi rất là vui sướng cho những người mà thích Disney, hay được gọi là the happiest place on earth. Một lần nữa cảm ơn khán giả đang tiếp tục theo dõi chương trình Passport to Thành Công. Xin khán giả nào chưa có subscribe, xin subscribe để mình tiếp tục có động lực để làm những cái video này. Rồi mình sẽ còn video kế tiếp để tìm hiểu tại sao người ta lại thích đi Disneyland dù mắc tiền.